Là một phôi cẩm thị nha, mã số là 163. 163. Phôi này một cốt con thiên nhiên luôn nè. Cái này mình làm 3 tầng. Làm tầng này cũng tầng này ra và làm phần đỉnh lên là ok luôn đó nha. Cái này sập thiên nhiên nha. Rồi, tổng hoành là 60. Tổng hoành 60 nha. Tổng hoành 60. Cây cao là 68. Bầu đất nha, bầu đất là 36. 36 nhân cho 34. 36 nhân 34 nha. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh dọn vườn luôn là 1 triệu 2 bao ship. 1 triệu 2 bao ship luôn nha. Mã số là 163. 1 triệu 2 bao ship cho cây cẩm thị phong thiên nhiên này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, nếu được chi ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. 163. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn.